còn bắt nó đứng ở trên dốc kia là nó lệch là không chính xác, phải để ở chỗ bằng nhá. Muốn con trâu béo, muốn bán được nhiều tiền, đây là mẹo nhá, dắt lên chợ bò mà muốn bán được nhiều tiền thì phải làm gì ạ? Phải cho nó đứng ở trên dốc, đầu nó lên cao, thân xuống thì nhìn con trâu nó rất to, đúng không? Nhưng mà muốn mua rẻ thì mình đi mua, đi bán là phải thế, còn đi mua là phải bắt nó đuổi xuống dốc thì bắt đầu là nó nhìn con nó nhỏ hẳn lên, đúng không? Với cái bụng nó cứ trôi đi trôi trôi về, đúng không? Đấy, đây là kinh nghiệm nha. Đấy, kinh nghiệm. Muốn bán được đắt, bán được thì phải buộc con trâu nó cái cổ nó cao hơn tí, nó đứng lên dốc. Còn mình đi mua, muốn mua rẻ thì bắt cho nó xuống dốc thì mặc cả nó bị rớt. Đây, nó là mẹo nha. Mình còn lên dốc là mình lãi. Lãi. Mình bán là lãi. Còn xuống là mình lỗ. Bán là lỗ hả? Ờ, đây, nhớ nha. Dây đâu rồi? Đây đây. Dây mà. Kìa. Nha, phải nhớ là ở đo ở cái bằng. Thế thì cái vòng ngực đo ở đâu? Đúng không ạ? Em đo vòng qua nách của nó. Đây mọi người xem nha. Cứ vòng đi, cứ vòng. Để cho nó đứng ở tư thế bình thường. Đó, con này hơi hèm tí. Con này hơi sợ người. Đừng có bít. Nó đá cho vỡ ấm chén đấy. Đá thật đi. Đấy, đúng rồi. Con kia con lành hơn không? Đó đi, em là chủ em đo đi. Vòng cái dây từ dưới vòng ngực lên. Ở đây có con trâu nào? Quanh nhà, quanh đây có con trâu. Đâu rồi, hiện đấy, bổ trước ngay đây. Lấy cho nó nắm cỏ đi, lấy cho nó nắm cỏ, nó đứng nó ăn cái này. Đi lấy nó nắm cỏ đi. Lấy cho nắm cỏ nó ăn. Đi vặt cho nắm cỏ đi, cho nó lấy dao về chặt cho nó. Dây đi. Sát con nách, sát con nách. Chớm vào đầu dây. Chớm vào đầu dây nào. Cầm một đầu lên. Được chưa? Bấm vào đấy. Đây này. Cầm cái dây luôn này. Không không. Đó đã. Đó này. Đó đã. Bụp, đây là hình tướng. Đoạn này. Toàn đây. Chắc là đoạn ngắn này. Đoạn này đoạn đầu này. Thả tay, anh cứ thả đấy. Sao ấy? Đi mua trâu mua bò là bao giờ có cái thước dây? Bao nhiêu? 42. Gần 42, 41 đây này. Rồi, tính 41 đi. Cứ tính 1,4 đi. Cho nó dễ tính. 1,4. Nào, thế dài thân chéo đo từ đâu? Bây giờ cái dài thân chéo là đây này, nghe này. Đo khó rồi. Cái dài thân chéo là bắt đầu người ta tính từ cái xương bả vai chân trước. Mọi người thấy cái xương này không ạ? Cục xương này. Đây, xương bả vai chân trước nhá. Xương bả vai chân trước. Ờ đấy là cái u đấy, cái cục. Cho đến cái xương của cái mỏm cái mông này. Trong cái mông này nó có một cái cục xương sờ trên cái mông. Không phải ở cái dạ cỏ cái cạnh này đâu nhá. Chứ không phải là ở chỗ cạnh cái rộng cái hình của nó nó cúp ấy. Ờ đấy. Có cái cục xương. Bây giờ nhưng mà phải lấy que thẳng mà đo. Không được đo bằng dây. Đo bằng dây thì cái bụng nó phồng ra thì dây nó sẽ bị dài hơn, là không chính xác. Thì ta đo chiều thẳng. Nước thóc không? Lấy một cái lạt cũng được, một cái que cứng được. Đo nhanh được mà. Đo chiều nào? Đo chiều chéo. Chiều. Bên nào cũng được, hai bên như nhau. Đấy đấy, lấy cái. Đo từ đây. Ờ. Này. Ở bên chỗ này này. Chỗ mông này này. Nó kiểu đánh nó đấy. Cái u đây này. Cái u này. Đây là cái u này. Đây. Cái u này. Ở đây nó có một cái xương này. Đây. Vào ra đây nhìn thấy được. Đây. Đây nó có một cái xương này. Đây nó gọi là u xương ngồi. Nhá. Điểm. Một điểm ở đây. Một điểm ở đây. Cái u xương này nha. Bắt đầu là người ta bê án chừng nha. Cái con này nó hơi he, nó nhát nha.
Nhát quá. Nhát. Đây, chú ui này. Nhát. Đây. Một phẩy linh tư. Tính một phẩy. Nha. Tính một phẩy. Cái kia là bao nhiêu? 1m4. Cái kia là 1m4. Nào, mọi người tính đi. Mở máy tính ra tính nhanh. 90 nhân với 1m4. Cao 90 à? Không. Hệ số. Con kia là 90. Con tính là con mình đo xoăn nhân 18 ấy. Đây đây, đo đường vành đấy, nhân 8 kia. Nhân 1.4 à? Ờ. Nhân tiếp bao nhiêu? 1.4. Nhân thêm 1.4 nữa. 90 nhân 1.4 nhân 1.4. Nhân với 1. Nhân với 1 thì không cần nhân. Nhân 1 vẫn là bằng nó. Là bằng bao nhiêu? Bằng 1 tạ 700. Con này 1 tạ 7. Cộng thêm cho 5%. Con này béo. 5% của 1 tạ 7. Lấy cái này về chia. Chia 100. Nào thôi, chất bò đây vào nhà. Vào nhà. Chia cho 100. Vào nhà đỡ nắng và vào nhà làm trên giấy luôn. 17. Nhân 1. Dài con chéo 1 mét. Nhân. Ừ. Vào nhà đi. Lấy 5%. Đi vào nhà, vào nhà. Nói nhân. Nhân 5. Các cô, các chú vào nhà nhỉ? Mình vào nhà cho đỡ nắng ạ. Bò này là béo. Vâng. Phải nhớ là nó béo. Béo để gì? Béo để cộng thêm cho nó. Nha. Thế thì con này vòng ngực nó là bao nhiêu? Vòng ngực của nó là 1.4 mét. Dài thân chéo 1 mét. Thì suy ra là trọng lượng của con bò này bao nhiêu? 170. 90 nhân 1.4 nhân 1.4 nữa nhân bao nhiêu? 1 nhân 1 thì nhân. Bằng bao nhiêu? Nếu con này không béo không gầy. Thì bằng 1 tạ mấy? 1 tạ 7. 170 cân. Nhưng vì là béo. Vì béo. Béo thì 5% của nó sẽ bằng là 170 cân mà nhân 5 chia 1 100. Nào, 170 nhân 5 chia 100 nó ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu? 170. 5 thôi không cần nhân đâu. 573 3551 là 5 8,5 cân. 85 cân. 8,5 thôi, lấy đâu 85 cân. 85 cân. Nó mỡ này, cái này là nó lấy thêm. Nó lấy thêm đấy, vì nó béo phải lấy thêm cho nó. Khủng thế nào nhá. À, thế vậy thì trọng lượng thật của nó là bao nhiêu? Nó là 170 cân. Không. Không phải. Thêm 5%. 170. 78 cân. 5. 178 cân 5. Đấy. Nó là như thế. Đúng không? Con này gần tạ 9. Là 178,5 này là tỷ cả. Tỷ này là trọng lượng. Trọng lượng hơi. Trọng lượng hơi. Hơi. Bây giờ muốn tính thịt thôi. Có tính thịt không? Mọc. Tính muốn tính ra thịt để con này được bao tiền không? Tính nhá. Ờ nhá. Tính ra thì vì con này là bò cái, đúng không? Bò cái mà nó béo thì con này chỉ nhân với 0,3 thôi. Ba thành thôi. Con bò này chỉ được 3 thành thôi. Con sợ không được 3 thành ấy. Như con này béo là 3 thành là được. Đúng không? 3 thành. Thì thịt. Thịt của nó thì loại 1 loại 2 thôi nhá. Bà nhà chưa tính đâu nhá. Bằng 178,5 nhân với 3 thành là nhân với 0,3 nhân nhanh. Bằng 53 cân. À. Con này được 50 cân thịt. 50 cân thịt, con này bán được bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu. Hết. 10 triệu. Thịt loại 1. Lột 2, loại 1, loại 2. Loại 2. Nhưng người ta tính 200.000. Thịt loại 1 thì thịt bò có thể được 220. Nhưng mà thịt loại 2 thì nó chỉ được khoảng 180. 180.
thịt bò 180 đúng không? Nhưng người ta tính bình quân là 200. Cứ tính bình quân 200 thì con này 10 triệu. Con này 10 triệu là bán vừa giá. Là mình đúng không? Nhà mắt vào lấy em. Trên chén ấu lên chỗ này cả kia. Bán người ta mua luôn. Đúng không? Con này 10 triệu. Mười triệu người ta mua ngay vì con này là bò nó béo như thế, ra nhiều thịt đi chứ, ra nhiều thịt. Nhưng đây mình đang tính thịt loại 1, loại 2 nhá, loại 3, loại 4 các thứ là chưa tính nhá, da lòng chân cẳng các thứ chưa tính nhá. Thế con này 10 triệu là phải giá thực tế đúng không, là thực tế là thế. Nhưng mà vì con này nó béo nhìn nó đẹp nên là phải 14 triệu. Thì nó nhìn, nhìn nó thuận mắt mà. Nhìn nó nó mà nó càng gay mà nhìn nó càng xấu nữa thì tiền nó xấu. Thế thì mới phải học vỗ béo. Đúng không? Mục đích học vỗ béo là như thế. Đúng không ạ? Các anh các chị hỏi nhiều ạ. Thôi, nếu các anh các chị không hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc tại đây. Tuần chủ nhật tuần sau mời các anh các chị lên Ủy ban xã. Tuần sau có bài lý thuyết quy trình vỗ béo, bước 1 làm gì, bước 2, bước 3, bước 4 làm gì. Bài lần sau là bài chính, bài rất quan trọng. Vì học vỗ béo cho bò thì bài chính là... Còn hôm nay làm cỏ lần nhà đo đếm này nó chỉ là phụ thôi. Muốn xây được nhà phải làm cái móng, mình đang làm móng mà. Như hôm nay là bắt đầu xây tường, lợp mái các thứ vân vân. À, học phần bệnh là lợp mái. Có cần dùng sách của gì không? Không, có tài liệu phát cho cái. Tài liệu phát cho cái.